Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Sáng nay mình sẽ tưới phân cho cái chậu. Mình có một cái cây ngọc điểm á các bạn. Mình mua hàng ngọc điểm bóc trụ nhưng mà bị lá lỗi nha. Thì cũng rất là rẻ thôi. Lâu lâu mình đi ra chỗ cái ngã ba, ngã tư chỗ gần nhà mình á, họ cứ hay bán cái hàng bóc trụ á. Mà cái nào mà lá lỗi thì nó rất là rẻ thôi mọi người. Lâu lâu mới có thôi các bạn ạ. Và các bạn thấy mình mới trồng này ha. Trồng một ngày rồi các bạn. Tại vì mình cũng tính làm video chia sẻ cho mọi người cách trồng nữa, nhưng mà mình thấy bạn nào cũng biết rồi cho nên đợt này mình không làm video nữa. Nếu mà mấy hôm nữa mình trồng lại cũng có thể mình làm video. Có một số bạn mới đăng ký kênh thì các bạn chưa biết cách trồng của mình á. Mình trồng rất đơn giản. Trước tiên là mình cố định một cái cây thiệt chắc ha các bạn. Đầu rễ các thứ này. Các bạn quan sát nhé. Chưa có hề có rễ mới nhá. Và hôm nay là ngày 16 tháng 9 nha các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mình tưới phân kích rễ. Và mình chia sẻ cho mọi người cách để ví dụ như các bạn có cái khay nước này nè các bạn. Giống mình này, mình đang phục hồi cho cây ngọc điểm bị yếu này. Giờ nó đã được rất là tốt, lá cứng rồi đó mọi người. Thì mình để vô cái khay này luôn mọi người. Để vô cái khay nó luôn, mình kích rễ xong mình để vô cái khay, mình lại xách ra đây mình làm video thôi. Mình để đó để tạo nhằm hơi nước bốc lên á, nó kích thích rễ lan ra rất là nhanh luôn. Nó ra rễ rất là nhanh luôn và phục hồi cây mình mới ghép á mọi người. Nó có hơi nước tự nhiên nó bốc lên. Kết hợp với mình kích rễ nữa thì nó nhanh hơn, nó đỡ làm cây bị suy yếu hơn ha mọi người. Đó là cái mẹo của mình thôi, mình hay làm vậy và mình thấy rất là thành công. Thường những cây mới trồng thì mình sẽ làm như vậy nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Nếu mà mọi người cái bộ kích rễ này mình thấy rất là hiệu quả và cây lại mát, rễ lại mập đó mọi người. Nếu mà các bạn chăm sóc ngọc điểm cứ 2 tuần các bạn tưới cái công thức mình chia sẻ một lần là bộ rễ của các bạn rất là đẹp nha. Hôm nay mình sẽ tưới là các bạn chụp lại màn hình và đi mua nhá. Acerus. Đó, tốt rễ đẻ nhánh đó mọi người. Và OG Home nha mọi người. OG Home thì cái này bật mầm luôn mọi người. Nếu mà bộ này mình kết hợp với cây dendro thì cây dendro lên mầm gốc rất là mập nha. Đó là một chút hiểu biết của mình chia sẻ cho mọi người. Thì hôm nay mình sẽ pha OG Home và Acerus mỗi thứ 1 ml nha mọi người. Mình pha rồi đó, mình mới đong cái này đang đen thui nè mọi người. Mỗi thứ 1 ml mình cho vô 1 lít nước và lắc cho thiệt đều lên. Lắc cho thiệt đều lên và mình để 15 phút cho nó dung hòa lại với nhau, cho những cái phân mà còn chưa ấy hết nó tan hết ra trong nước thì nó khi mình tưới vào cây á nó sẽ hấp thụ rất là nhanh. Và trước khi tưới phân cho lan thì mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, chúng ta phải tưới sơ qua nước rồi để cho nước ráo, sau đó chúng ta mới bắt đầu tưới phân để nhằm mục đích là cây lan nó mở cái lỗ khí họng ở dưới lá lan ra này mọi người, nó sẽ hấp thu được lượng phân tốt nhất để nó phát triển. Nó lấy dinh dưỡng đó mọi người. Thì nó lấy dinh dưỡng ở dưới mặt dưới cái lá lan này. Thì cái này mình cũng chia sẻ rất là nhiều rồi ha. Mình cũng xin chia sẻ cho những bạn chưa biết thôi nha. Chứ kênh của mình có một số bạn là rất là rành về chăm sóc lan, các bạn ấy còn chia sẻ lại cho mình nữa. Mình chia sẻ và kết nối đam mê mà. Bạn nào biết những cái gì thì hãy comment ở phía dưới video nha. Về tuyệt chiêu kích rễ cho ngọc điểm chẳng hạn, để mình có thể giao lưu và học hỏi, để mình làm video ngày càng hay hơn nữa. Mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn mà đam mê cùng với đam mê với lại mình và với lại mọi người, thì để chúng ta có thể giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Rồi, bây giờ để không làm mất thời gian của các bạn nữa, phân thì mình đã pha sẵn rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tưới nhá. Mình sẽ tưới đẫm toàn bộ luôn ha mọi người. Quan trọng nhất mình vẫn phải tưới dưới cái đây này để cho nó thẩm thấu xuống dưới á. Đó, các bạn thấy phân này nó có màu đen không? Và các bạn ơi, cái giá thể mình trồng bằng than á, bên đây các bạn biết chưa? Mình có một cái cây ngọc điểm con, nó ở trên cây cau á mọi người. Nhưng mà nó thuộc dạng mà nó đẻ cái phần mẹ nó ra đấy, xong mình cắt mình bỏ xuống đây luôn, nhìn nó cũng hay hay. Để nó mai mốt biết đâu nó lớn nó thành chậu này được hai cây to cây nhỏ, nhìn nó cũng hay hay. Than mình ngâm lâu lắm mọi người. Giá thể của mình thì mình ví dụ như than này, vỏ thông này mình mua về mình ngâm với nước vôi trong. Ngâm 1-2 tuần mình cứ ngâm nó, xong mình thay nước bình thường. Ví dụ 2-3 ngày thì mình thay, còn rảnh thì ngày nào cũng thay. Ví dụ như vậy thì mình cũng tranh thủ thôi mà.
Còn xong rồi mình vớt ra, mình để ráo, mình để vào chỗ một chỗ nào đó, xong khi nào muốn xài lại mình chỉ cần ngâm qua bencona hoặc thi san khoảng 20 phút là mình xài tốt rồi, là nó rất là tốt ha. Nhưng mà than á thì nếu mà để muốn không bị mốc thì các bạn ngâm càng lâu càng tốt ha, để nó no ra thì nó không bị ấy ha. Và các bạn biết sao không, cái than này này mọi người, mình dỡ lên cho mọi người coi. Cái than này nếu mà mình mà không ngâm á, mình để cục to như vậy mình trồng á, nó sẽ hút nước và nó sẽ nở than ra khi cái rễ bám vào á mọi người. Nó sẽ bị giãn cái giãn, giống y mình thuộc dạng bị giãn tĩnh mạch á mọi người. Nó sẽ giãn cái mô xốp ra thì nó sẽ bị tổn thương cái rễ nhá. Đó là một chút mẹo của mình biết được ha. Nó sẽ tổn thương cái rễ của lan, và cái rễ của lan nó sẽ, nói chung nó sẽ bị ảnh hưởng một phần nào đó đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.